Ê, mẹ đời cuộc đời tao chưa bao giờ tao biết đợi ai nha, ngoài mày nữa nha. Ờ, chửi chửi hoài, gặp là chửi, gặp là chửi. Không lẽ chửi? Đừng chửi, tao có quà cho mày nè. Gì vậy? Trời ơi, món quà này bảo đảm đúng gu mày thích luôn. Đúng gu tao thích. Ừ. Mày nghĩ sao mà mày có khả năng đúng gu tao thích? Vậy mày biết gu tao thích là giỏ thích, giỏ sách với là đồng hồ. Mày nghĩ sao mà mày có khả năng mua được vậy? Trời ơi, thì giờ không mua được đồ mắc tiền thì mình mua đồ tương đối với tài chính của mình. Đó. Nhưng mà bảo đảm mày sẽ thích. Khăn nữa, khăn nữa. Ô, đồng hồ, trời ơi. Trời ơi, đẹp quá vậy. Chưa. Ôi, trời ơi, mua hai cái luôn, tao một cái, bạn trai tao một cái hả? Trời ơi, sang quá vậy, trời ơi, mày sang mày dễ thương quá vậy. Có gì con mày? Hôm bữa mới cho 10 ngàn, giờ mua cho này dễ thương vậy, tao với bạn trai tao đúng không? Trời, mày nghĩ sao vậy Chính? Trời ơi, người trời yêu... hai cái rõ ràng nè. Trời ơi. Nè, tao cái nhỏ này, bạn trai tao cái lớn nè, đúng không? Trời ơi, thì cái gì người yêu mày mua thì tặng mày, còn cái này là của tao, mua couple là mày đeo cái, tao đeo cái nè, chẳng hạn như cái bự thì tao đeo, cái nhỏ là mày đeo. Trời ơi, là mình tưởng nó mua cho mình với bạn trai mình. Biết sao mà tao mua tặng mày không? Sao? Vụ gì? Đừng mãi đẹp không? Nhân dịp gì? Đẹp, đẹp. Nhân dịp kỷ niệm 13 năm tình bạn. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, bởi vì nó đợi mày hoài, nó đưa nó thiệt. Ok. Cứ đợi giờ... cái quà, cái tiền người ta đợi liền. Bây giờ cái gì mà cúp bồ là với Trinh là phải đeo vô nè. Đó, trời đeo ơi. Vô xong rồi cái. Đó. Chụp hình đi. Đeo vô chụp hình đi. Trời, úp liền 13 năm tình bạn. Úp liền, lấy điện thoại mày đâu, đưa điện thoại mày coi. Chụp đi. Đâu điện thoại, đi điện thoại đâu, điện thoại. Điện thoại mày có app mới đẹp. Đó, để tao lên lấy ra. Thôi. Mày gỡ lên tao đi, tao lấy nha. Trời ơi, chưa gỡ, mày mới tanh luôn mày thấy không? Trời ơi, mình đâu có nghĩ bạn mình mua vậy đâu, trời ơi. Vậy, vậy chứ, bây giờ sau này á, mày tới trễ xíu cũng được mà, nhưng mà mày chỉ cần nhắn tin tao là mày ơi, tao tới trễ nhưng mà tao có món quà cho mày, hiểu không? Là mày đâu có bị chửi. Tao biết mà, bao nhiêu mày năm mày biết tính tao rồi, tao bợp chợp tao hay chửi, hiểu không? Nhưng mà có quà là thôi. Ok, bởi vì tao nói bởi vì có quà là mặt mày im liền à. Trời ơi, tao là vậy mà tao. Trời ơi, vô đây, đẹp quá. Thôi, tao với, tao nhỏ xíu hả? Mày chưa gỡ nữa kìa. Trời ơi. Rộng hơn so với tao không ta? Rộng không? Rộng á, tao cũng rộng nè. Chưa cắt luôn á. Nè, mọi người coi vậy nè. Đẹp không? Đó, đẹp không? 13 năm tình bạn. Đẹp chưa? 13 năm tình bạn. Đây, lại cái mặt ra. Dễ thương à. Rồi.